Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình vấn đề quốc tế trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Và đến với trường quay ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đó là chuyên gia Ngô Minh Chí, thư ký tòa soạn kiêm phụ trách ban quốc tế của báo Thanh niên sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị khách mời, thưa vị khán giả, à, tuần này thì các nhà lãnh đạo từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương tới Tonga để tham dự diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 53. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh các khoản đầu tư của Trung Quốc vào khu vực đã làm dấy lên mối lo ngại về các bẫy nợ tiềm ẩn, đặc biệt là khi nợ của Tonga bằng 1 phần tư GDP của nước này. Úc đề xuất thành lập một lực lượng cảnh sát khu vực, và giữa bối cảnh đó, các quốc gia Thái Bình Dương nhấn mạnh quyền tự quyết trong khi cân bằng quan hệ với Trung Quốc và các cường quốc khác. Câu hỏi đặt ra là liệu các quốc gia có đạt được mục đích và họ sẽ làm gì để giải quyết các thách thức chung như là an ninh, khó khăn kinh tế và biến đổi khí hậu ở các quốc gia Thái Bình Dương? Chúng ta sẽ đến với góc nhìn của chuyên gia Ngô Minh Trí trong những vấn đề này sau khi cùng nhìn lại một số vấn đề đang chú ý tại diễn đàn. Từ các vấn đề an ninh, nền kinh tế hậu đại dịch đang gặp khó khăn đến đại dương ấm lên, các nhà lãnh đạo của 18 quốc đảo và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương đã ngồi lại để tìm giải pháp khả thi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong phiên khai mạc diễn đàn hôm 26 tháng 8 đã ủng hộ một quỹ trị giá 500 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng phòng chống biến đổi khí hậu của khu vực. Ông nói, <laughs> Giải pháp nhựa đang bóp nghẹt sinh vật biển, khí nhà kính đang gây ra hiện tượng nóng lên của đại dương, axit hóa và mực nước biển dâng cao, nhanh chóng và mạnh mẽ. Tấm thư ký lo lắng rằng, cả đảo Thái Bình Dương có đặc điểm riêng biệt, nơi có khoảng 90% người dân sống trong phạm vi 5 km tính từ bờ biển và nơi một nửa cơ sở hạ tầng nằm trong phạm vi 500 m tính từ biển. Bên cạnh vấn đề khí hậu, nền kinh tế của các đảo thấp ở Thái Bình Dương đã bị tàn phá và sự cứu trợ phần lớn đến từ bên ngoài cũng là vấn đề được đưa ra bàn thảo. Theo ước tính, Trung Quốc đã đầu tư gần 2 tỷ đô la Mỹ và một số đảo ở Thái Bình Dương trong thập kỷ qua, bao gồm các khoản vay cho dự án lớn mà phương Tây đã cảnh báo là bẫy nợ tiềm năng. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nói, Tôi tin rằng các quốc gia có cùng chí hướng như New Zealand sẽ phải chuẩn bị cho tình huống đó vì tôi biết rằng một số quốc gia không thể trả nợ. Trong khi đó, các quốc đảo Thái Bình Dương nhấn mạnh giá trị của họ là quyền tự quyết, tránh xa tình hình địa chính trị bị chia sẻ sâu sắc. Thủ tướng Fiji Steveni Rabuka nói, Chúng tôi không muốn bị kéo vào vì chúng tôi là bạn với Trung Quốc và chúng tôi là bạn với những quốc gia khác có thể không thân thiện với Trung Quốc. Bình luận này được Thủ tướng Fiji đưa ra trong chuyến thăm Trung Quốc hôm 20 tháng 8. Ông Rabuka là một trong những nhà lãnh đạo tích cực ở các quốc đảo Thái Bình Dương trong việc đưa ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh các nước có sự chia rẽ sâu sắc về vai trò của Bắc Kinh trong khu vực. Ở vị trí của mình, Úc đang tìm cách chính thức hóa đề xuất nhằm giúp xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực để giải quyết tình trạng tội phạm quốc tế đang gia tăng, bao gồm buôn bán vũ khí và ma túy ở các đảo. Mỹ với mong muốn củng cố vị thế đã cử một phái đoàn do thứ trưởng ngoại giao Kurt Campbell dẫn đầu tới tham dự diễn đàn. Dạ vâng ạ, à, thưa chuyên gia Minh Chí, có thể thấy là dù là diễn đàn của các quốc đảo Thái Bình Dương nhưng mà diễn đàn đã có sự góp mặt của hầu hết các nước lớn ở hai bờ Thái Bình Dương. Theo ông thì đối với Mỹ thì sức hấp dẫn của diễn đàn này là gì ạ? Cái này thì chúng ta có thể quay ngược về cách đây có lẽ là gần một thế kỷ. Yeah. À, tại sao nói như vậy để chúng ta có thể thấy rõ được cái tầm quan trọng của khu vực Nam Thái Bình Dương này. Nếu mới nhìn vào thì những quốc gia ở Nam Thái Bình Dương không lớn, những yeah. đảo quốc nhỏ nhỏ, thậm chí những đảo quốc như Ba Lao thì chỉ có dân số khoảng chừng vài chục nghìn yeah. người. Nếu so sánh thì chỉ tương đương với khoảng chắc có khi chưa được một phường của Bình à... Hòa nhưng mà họ lại có một cái vai trò gọi là tiền đồn ở thái bình dương nam thái bình dương rất quan trọng bởi vì nguyên một cái khúc bán cầu phía nam này thì họ án ngữ ở một vị trí cực kỳ quan trọng và ai cũng muốn ảnh hưởng ở đó có ảnh hưởng ở đó thật ra một trong những cái gọi là cuộc tức là năm 41 sau khi uh, nhật bản tấn công trân châu cảng thì mỹ mới chính thức gọi là tuyên chiến với nhật hai bên mới chính thức tuyên chiến với nhau trong yeah. thế chiến hai nhưng thực ra mỹ và nhật đã có những cái cuộc cạnh tranh gọi là khốc liệt ngay tại cái đảo nam thái bình dương này các cái đảo quốc nam thái bình dương này từ thời trước khi bùng nổ thế chiến hai yeah. tại vì sao như vậy đó là câu chuyện là bởi vì cái vai trò quan trọng của khu vực này yeah. họ từ đó có thể là khi mà a à mà gọi là nắm giữ được khu vực nam thái bình dương này thì chúng ta thấy rằng điển hình như mỹ có thể tạo nên cái sức mạnh quân sự ảnh hưởng sức mạnh quân sự khá lớn của cả khu vực Thái Bình Dương. Yeah. Bản thân Mỹ cũng không muốn Trung Quốc có được một cái ảnh hưởng tại khu vực Nam Thái Bình Dương quá lớn, tại vì cách đó không xa thì từ đó nó, nó sẽ là đóng một cái vai trò quan trọng cho một cái mạng lưới quân sự, một cái mạng lưới hàng hả rất quan trọng. Mà nếu mà ví dụ Trung Quốc có ảnh hưởng ở đó, hay thậm chí như có những điều như Mỹ từng lo ngại rằng Trung Quốc có thể hình thành cả những căn cứ quân sự tại Nam Thái Bình Dương, thì sẽ có một cái đó là một cái rủi ro an ninh cho cái lực lượng của Mỹ tại Hawaii cho lực lượng của Mỹ tại đảo Guam. Yeah. Đó là lý do tại sao những đảo quốc này không lớn, thậm chí nó là rất nhỏ nữa là khác, nhưng mà luôn luôn trở thành một cái điểm một cái điểm nóng trong cái cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia. Và cái điểm nóng này nó không phải bây giờ mới có mà cả gần 100 năm trước nó đã là một điểm nóng rồi. Yeah. Đấy. Đấy là lý do tại sao những đảo quốc như thế này họ quan trọng với mỹ và mỹ đang cố thiết lập một cái à, chính xác thì cũng không có thiết lập mà là củng cố những cái quan hệ hợp tác ví dụ như từ năm ngoái thì tổng thống mỹ Joe biden đã ký để tiếp tục gia hạ một cái gọi là hiệp ước gọi là gọi tắt là cofa đối với đảo quốc à, quần đảo Marshall đối với cộng hòa ba lao đối với liên bang micronesia trong đó Mỹ sẽ dành một cái khoản ngân sách khoảng 7,1 tỷ đô la để hỗ trợ các quốc gia này. Yeah. Đổi lại đây vốn dĩ là cái thỏa thuận đã từng có nhiều năm nhưng mà năm ngoái bắt đầu năm 2022 và 2023 là bắt đầu hết hạn, Mỹ cần gia hạn thêm. Đổi lại lực lượng của Mỹ có thể tiếp cận các cơ sở tại à, các quốc gia này. Yeah. À, chúng ta thấy như Ba Lao, Ba Lao thì thật ra là coi như là gần như họ không có quân đội riêng và để gọi là đảm bảo về mặt quốc phòng cho bao lâu chính là nước mỹ yeah. đấy đấy là tại sao chúng ta thấy rằng cái sự mặc dù 18 quốc gia rất, rất nhỏ ngồi 18 cái đấu quốc ngồi lại với nhau mà nó thay một cái chuyện là các quốc gia này đều nằm trong cái diện là có thể bị nước biển lắng vào rất nhanh xong do cái sự kết quả của cái biến đổi khí hậu nhưng mà họ vẫn rất quan trọng yeah. tại sao một cái diễn đàn khu vực của họ là tập trung rất nhiều cường quốc đến nhà đại diện của nhiều cường quốc đấy tham dự yeah. và đó cũng là lý do khiến cho họ quan trọng đối với Mỹ. Dạ, yeah. đó là đối với Mỹ. Vậy thì còn đối với Trung Quốc, nước này thời gian gần đây đã nỗ lực rất nhiều để mà tăng cường xuyên diện trong khu vực. Những nền tảng mà Trung Quốc xây dựng ở khu vực này thời gian qua thì theo chuyên gia liệu nó có bền vững không? Tức là um như cái câu chuyện lúc nãy chúng ta vừa nói về cái tầm quan trọng của cái vị trí địa chiến lược của các cụm các đảo gọi là tiền đầu thái bình dương này yeah. thì trung quốc những năm gần đây đã cố gắng tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư cho ga đầu tư cho đầu tư cho ga đầu tư cho phi dây đồ khá nhiều họ cũng muốn có một cái ảnh hưởng ở đây tại vì như chúng ta đã nói rồi cái tầm quan trọng ở đây nó như thế nào và thật ra thì ở trong đó mà các cái cách thức mà Trung Quốc mà đầu tư ở đây thì cũng không phải là một theo một cái gì mới họ vẫn theo một cái thói quan của họ tức là những cái khoản đầu tư về tài chính về hạ tầng và thậm chí có những cái dấu hiệu rằng họ đầu tư cả về những cảng biển tất nhiên dưới hình thức dân sự nhưng rõ ràng khi họ đầu tư họ hợp tác phát triển những cảng ở đây thì À, phía đối thủ là Mỹ có quyền lo ngại rằng nó dần dần có thể đến một ngày nào đó nó thành một cái cơ sở quân sự yeah. thì và phía phương Tây thì vẫn cảnh báo rằng những cái rủi ro về bẫy nợ Tức là quá lớn dẫn tới sự lệ thuộc và à, có vẻ như một số quốc gia ở đây cũng đã lo ngại chuyện đó nên chúng ta thấy là à, cách đây một vài năm thì Fiji cũng xem lại một số cái chương trình hợp tác với Trung Quốc và một số cái như là quần à, đảo Samoa cũng xem xét lại những cái hợp tác bởi vì họ cũng lo ngại những cái vấn đề yeah. thì thật ra ở đây chúng ta phải thấy rằng là trong cái cuộc cạnh tranh Mỹ Trung ở để cái ảnh hưởng khu vực này thì cũng cần phải nói thêm có những quốc gia vốn dĩ chỉ là những cường quốc tầm trung ở khu vực như Úc, New Zealand phải khẳng định là là cường quốc tầm trung tại khu vực nhất chứ tôi không xếp <laughs> Úc hay New Zealand dù là cường quốc thế giới thì không phải yeah. Thì họ đã có những ảnh hưởng lâu đời Rất lâu đời ở đây Và họ có những cái vai trò như là vai trò những người Những quốc gia đứng đầu khu vực Thì còn có cái sự ảnh hưởng Còn có cái cuộc chạy đua ảnh hưởng cạnh tranh đó Nhưng tất nhiên ở đây Úc gần như là một đồng minh của Mỹ Thành ra cái sự À, cạnh tranh sự tham gia để tạo dựng ảnh hưởng của úc nó có một cái sự gì đó phối hợp với đồng minh là mỹ yeah. trước một cái đấu trọng khác là trung quốc yeah. ờ, và giới chức các quốc đảo nhìn chung là muốn bảo vệ quyền tự quyết tránh xa tình hình địa chính trị bị chia rẽ theo ông thì liệu các quốc đảo này có thực hiện được điều đó không thật ra họ vẫn hay thường đi nói về cái câu chuyện rằng họ muốn tăng cường tự chủ yeah. muốn không bị lệ thuộc họ muốn không phải là một bên để chọn pha uhm, thì thật ra cho đến giờ này trong những năm qua các quốc gia các cái đảo quốc thái bình dương đã có một cái sự khéo léo trong cái việc cân bằng à, nó cân bằng thì cũng thật sự không phải là đúng cân bằng đâu nhưng mà họ đã khéo léo trong cái việc trong cái bối cảnh của họ, họ tìm cách để làm sao thu hút được nhiều lợi ích nhất cho họ có được nhiều lợi ích nhất À, chính xác nó cũng hơi đi dai một tí yeah. nhưng rõ ràng rằng các quốc gia này trước khi có sự can dự của Trung Quốc vào mà bây giờ họ đang đối mặt với một cái à, rủi ro bảy nợ là có một số quốc gia chứ không phải toàn thể cả khối yeah. à, và đó là câu chuyện với Trung Quốc và đó còn câu chuyện với Mỹ họ có những cái thỏa thuận những cái gọi là những cái hợp tác quá sau quá lâu năm rồi, cái ảnh hưởng của Mỹ Úc hay hay New Zealand đối với các quốc gia này không hề nhỏ. Thành ra sắc cho cùng. Tất nhiên, họ luôn luôn mong muốn có được cái quyền tự quyết, có cái được sự tự chủ trong cái cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia. Nhưng cái việc có đạt hay không là không đơn giản. Yeah. Và ở đây có một cái về bản chất phải thừa nhận rằng họ đã chịu một cái sự lệ thuộc và ảnh hưởng nhất định từ các cường quốc chứ không có cái quyền thật sự là hoàn toàn tự quyết hoàn toàn tự chủ ở đây bởi vì như chúng ta thấy rồi mỹ có những chương trình với ba quốc gia là ba lao quần đảo Marshall, cộng hòa micronesia mà ở đó có quyền tiếp cận cả những cái cơ sở của họ hay ba lao thì có cả cái lực lượng của mỹ phụ trách quốc phòng yeah. tức là không phải mỹ đóng quân ở ba lao nhưng mà những những cái rủi ro mà quân sự có thể xảy đấy thì Mỹ sẽ giúp Ba Lan ứng phó. Yeah. Tức là tất cả những điều đó cho thấy rằng họ muốn tự chủ, họ muốn à, coi như là có quyền tự quyết, nhưng rõ ràng với cái sự lệ thuộc thì chuyện nó không hề đơn giản. Yeah. Ở đây nó còn có thêm một cái bản chất là gần như nền kinh tế của các nước này khá yếu. Yeah. Họ phải dựa vào những nguồn lực bên ngoài. À, người ta nói rất nhiều về du lịch ở các đảo quốc này nhưng thực ra là cái quy mô hay cái nguồn lực để làm du lịch của họ cũng giới hạn. ví dụ như ba Lao thì diện tích cũng không bao nhiêu, đảo thì là quá nhiều, yeah. à, là một cái cơ sở hạ tầng lớn để phục vụ gọi là thu hút lượng lớn du lịch cũng khó. tức là nó thì nó vậy nhưng sự thật là vũ vị họ chịu một cái sự ảnh hưởng lâu dài. thứ nhì nguồn lực tự chủ của họ không nhiều. chính vì vậy cái việc muốn tự chủ không hề đơn giản Và thông tin mà chúng ta được biết Đó là thủ tướng Fiji Là City Veni Dabuka Là người vạch ra kế hoạch đại dương hòa bình Nhằm kết nối khu vực Những kế hoạch kiểu như vậy Thì theo chuyên gia Minh Trí là có phát huy hiệu quả không ạ Tức là cái sáng kiến này Của ông thủ tướng Fiji Thì đã có Gần đây Cũng không phải là mới Ừ. thì trước khi um, đi đến Trung Ga để dự cái diễn đàn Nam Thái Bình Dương lần này thì ông có cái chuyến công du đến Trung Quốc thì khi trong cái chuyến công du đó thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tuyên bố là sẽ quan ngay những cái gọi là những cái sáng kiến những cái chương trình như vậy thì tất nhiên chúng ta phải hiểu một cái việc như thế này về mặt ngoại giao các cường quốc hay không phải các cường quốc Đều luôn luôn đưa ra một thông điệp là ủng hộ các cái sáng kiến các cái chương trình về hòa bình cho khu vực nhưng cái việc à, họ có hành động vì điều đó hay không lại là một câu chuyện yeah. và trong bối cảnh của nam thái bình dương hiện nay xét cho cùng thì cho đến lúc này những cái sự cạnh tranh um, của các cường quốc ở nam thái bình dương nó mang một cái tính chất là lạnh nhiều hơn tức là nó nó không phải là tạo nên những cái cạnh tranh mà căng thẳng như là tại Trung Đông hay bất cứ cái gì. Thành ra về lý thuyết cho đến bây giờ, tất cả những cái cạnh tranh đó là cạnh tranh ảnh hưởng về mặt chính trị này kia, nó chưa, nó không hề tạo ra một cái điểm nóng, không hề tạo ra một cái điểm nóng, ấy nó điểm nóng về rủi ro xung đột hay đã diễn ra xung đột. Thành ra chắc chắn cái kế hoạch của ông Thủ tướng Fiji nhìn vào về mặt hình thức, thì nó sẽ đạt được thôi nhưng mà về mặt bản chất để giải quyết được cái việc là các nước này thực sự có được sự tự chủ và không còn sự cạnh tranh ở đó nữa thì có lẽ là vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết được yeah. nên chúng ta phải hiểu rằng cái định nghĩa nếu thực sự cái định nghĩa mà về tận cùng của cái gọi là cái chương trình à, đệ duyên hòa bình này của ổng là gì yeah. nếu đơn giản là à đảm bảo không xảy ra xung đột không xảy ra căng thẳng gì thì không có căng thẳng ở đây trong lịch sử trong quá khứ ngay cả cao trào là thế chiến 2 thì ở đây cũng có những cái xung đột nhất định nhưng nó cũng không phải là quá lớn. Thì cho tới bây giờ nếu rủi ro xảy ra những cái đó thì cũng rất thấp. Thành ra có lẽ đó không phải là vấn đề để lo. Yeah. Còn uh, ngoại trưởng New Zealand uh, Winston uh, Peter thì cũng uh, đã lên tiếng. Uh, ông Peter nói rằng uh, các nước cùng chí hướng phải chuẩn bị cho tình huống các quốc đảo có thể rơi vào bẫy nợ. Vậy thì theo chuyên gia Minh Trí nhận định như thế nào về uh, khả năng xảy ra tình huống mà ông Peter lo lắng? Cái vấn đề mà lãnh đạo New Zealand đặt ra ở đây chính là câu chuyện các nước cùng chỉ hướng là gì? Cái, cái, cái nhóm Mỹ đồng minh, Mỹ Úc New Zealand cần phải có một cái chương trình hỗ trợ, sẵn sàng để hỗ trợ để đối phó với trường hợp các quốc gia ở Nam Thái Bình Dương rơi vào bẫy nợ mà các khả năng rơi vào bẫy nợ là có. Tại vì sao? Lúc nãy chúng ta đã thảo luận về cái việc thất ra về nguồn lực phát triển kinh tế và cái bản chất sức mạnh kinh tế nội tại của các quốc gia này là rất thấp bởi vì quy mô nền kinh tế mọi thứ mà họ cứ nhận những cái khoản đầu tư thì rõ ràng rằng là chúng ta đã nhìn thấy những cái khoản đầu tư ở rất nhiều quốc gia nam thái bình dương mà trung quốc đưa vào nó không thực sự hiệu quả yeah. nhưng đó là câu chuyện nợ đều là những khoản nợ hết yeah. chứ không có cái gì cho không biếu không ở đây cả thì như vậy cái lo lắng của lãnh đạo New Zealand Cái khả năng đó thứ nhất là có Cái thứ nhì phải hiểu rằng cái phát biểu đó của ổng là một cái thông điệp để kêu gọi à, Úc, Mỹ và các đồng minh Sẵn sàng hỗ trợ các nước Nam Thái Bình Dương ứng phó nếu chuyện nó xảy ra Tại vì thật ra cũng không phải là họ thực sự thương tình về các quốc gia này đâu cái quan điểm nó thẳng với nhau là như vậy. Nhưng mà cái họ cần là phải duy trì lợi ích ở các quốc gia này, duy trì ảnh hưởng ở các quốc gia này vì cái vị thế địa chính trị, vì cái vai trò tiền đồn của các quốc gia này trong khu vực. Dạ. Yeah. À, chúng ta nói một chút về cái thách thức an ninh. Ở Úc thì đã đề cập hành lập lực lượng cảnh sát khu vực. À, ý tưởng này là liệu có nhanh chóng được hiện thực hóa không thưa chuyên gia mình chỉ? tức là lâu nay thì về cái mặt mà để hợp tác phối hợp an ninh đối với các quốc gia trong khu vực thì hồi nãy nhiều nãy đã nói úc cũng là một quốc gia rất có ảnh hưởng tại khu vực này họ đã có những cái hợp tác nhất định à, ở đây chính xác là úc muốn thành lập một cái trung tâm đào tạo huấn luyện và tạo ra một cái lực lượng để có thể phối hợp giải quyết những cái vấn đề an ninh giữ trật tự ở các đảo quốc này thì có rất nhiều bình luận xoay quanh chuyện này bình luận cả chính cả các chuyên gia úc thì họ quan ngay thôi nhưng mà à, thứ nhất cái, cái, cái vấn đề mà đó cũng không phải là một cái vấn đề thật sự thách thức đối với các quốc gia này là cái thứ nhất cái thứ nhì là ở khu vực này nó có một cái gọi là một cái lịch sử là những nhiều cái chương trình của úc New Zealand phối hợp với các quốc gia này về cái lý thuyết ban đầu về cái mục tiêu ban đầu thì thứ nhất nó cũng hợp lý nó cũng phù hợp thôi yeah. thứ nhì thì thấy cái kế hoạch đó thì cũng khả thi nhưng mà đã có một số chương trình nó không đi tới đâu và họ đặt ra liệu cái này thì sẽ giải quyết cái chuyện gì sẽ đạt được những cái kết quả như thế nào thì lại là, là một câu chuyện yeah. thành ra chính vì vậy thì đây có thể là một nỗ lực của úc trong cái việc kết nối cái sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực để úc tiếp tục có một cái vai trò ảnh hưởng nhất định nhưng mà liệu cái hiệu quả của nó thì có lớn hay không khi mà thật ra có vẻ như những cái mà gọi là à, những cái kỳ vọng những cái mong muốn những cái yếu tố tác động trực tiếp tới các quốc gia này trong trước mắt ở tầm gần nó chủ yếu là vấn đề giải quyết kinh tế giải quyết những rủi ro về các bẫy nợ về yeah. câu chuyện tài chính thì lớn hơn là những cái câu chuyện cao xa kia yeah. à, Xin được rồi. cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Minh Trí à, vâng, à, Thưa quý vị, à, ngoài những thách thức về an ninh và kinh tế như chuyên gia Minh Trí vừa chia sẻ thì biến đổi khí hậu là một thách thức lớn khác mà các quốc đảo đang phải đối mặt và vấn đề này đã một lần nữa gọi tên Úc một quốc gia mà một mặt thì tăng cường tham vọng về khí hậu mặt khác thì bám sát các kế hoạch triển khai các dự án than và khí đốt mới Bài ca hy vọng đang được ngân lên khi hội nghị ở Tonga đề cập nhiều tới vấn đề biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Guterres công bố nghiên cứu mới về biến đổi khí hậu ở Thái Bình Dương cho biết khu vực này đang phải đối mặt với cả mực nước biển dân và nhiệt độ nước biển tăng mạnh so với mức trung bình toàn cầu. Liên Hợp Quốc cho biết, cú đánh ba của mực nước biển dân đại dương nóng lên và axit hóa, đe dọa các đại dương toàn cầu, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các quốc đảo Thái Bình Dương. Những quốc gia phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng về kinh tế, xã hội và thậm chí là sự tồn vong. Ông Guterres nhấn mạnh, Cả báo cáo ngày nay xác nhận rằng mực nước biển ở Tây Nam Thái Bình Dương đã tăng cao hơn mức trung bình toàn cầu, ở một số địa điểm cao hơn gấp đôi mức tăng toàn cầu trong 30 năm qua. Phát biểu trước các nhà báo về việc Úc tăng cường xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, ông nói rằng khoa học đã chứng minh rõ ràng là không nên. Ông nói, Chúng ta cần loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, rõ ràng có nhiều cách và tốc độ để thực hiện điều này. Đừng ảo tưởng, nếu không loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo cách công bằng và chính đáng, thì chúng ta không thể duy trì mức tăng 1,5 độ. Ông Guterres cho rằng các quốc gia G20 như Úc có năng lực và trách nhiệm lớn nhất để đi đầu trong việc cắt giảm cũng như tăng mạnh tài chính và hỗ trợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương. Thành quả về chống biến đổi khí hậu của Úc đã được xem xét kỹ lưỡng tại diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương khi Thủ tướng Úc Anthony Albanese gặp gỡ các đối tác Thái Bình Dương. Một số nhóm khí hậu về một số chính trị gia đã chỉ trích gây các thành tích về khí hậu của Úc, nói rằng chính phủ liên bang Úc phải ngừng mở rộng khai thác và xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch phóng viên hãng tin abc đã hỏi ông pat conroy bộ trưởng bộ công nghiệp quốc phòng úc chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt các lãnh đạo quốc đảo và nói rằng chúng ta đã làm đủ trong vấn đề này không thưa bộ trưởng trả lời cho câu hỏi này bộ trưởng pat conroy nói đủ để các nhà lãnh đạo thái bình dương hiểu được các mục tiêu rất mạnh mẽ của chúng ta trong khi đó các lãnh đạo thái bình dương nói rằng úc cần tiếp cận nhanh hơn để giúp họ thích nghi và tồn tại thủ tướng tonga siyoshi sovaleni nói Hy vọng chúng tôi sẽ nhận được thêm một số khoản hỗ trợ hoặc một số cam kết nữa. Dạ vâng, trở lại với trường quay của chúng ta. À, như vậy là Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu đối với các quốc đảo Thái Bình Dương và Úc là nước rất được trông chờ sẽ giúp khu vực hạn chế những tác động này. Thế nhưng giới chức Úc thì nói rằng việc phi carbon là cần phải có thời gian. Vậy thì theo chuyên gia binh trí thì liệu các quốc đảo này còn bao nhiêu thời gian để mà chờ đợi? thật ra thì riêng cái câu là bao nhiêu thời gian để chờ đợi thì bản thân tôi không dám trả lời tại tôi không phải là một chuyên gia về biến đổi khí hậu. Dạ. À nhưng có một cái chuyện rất rõ ràng như thế này, trong đó có một ý kiến rằng để tiến tới mà cái câu chuyện mà phi carbon nó là một cái thách thức không phải cho riêng khu vực này hay riêng cho úc mà cho cả thế giới. Rõ ràng người úc họ nói đúng, phải cần có thêm thời gian thậm chí như gần đây có một báo cáo của Steinline mua một cái công ty về chuyên về đánh giá tín nhiệm tín dụng thì trong một cái phân tích liên quan tới các ngành nghề để hướng tới cái việc phi carbon họ cũng đặt một vấn đề là thế giới đạt ra rất nhiều chương trình tham vọng các ngành nghề đạt ra rất nhiều chương trình tham vọng nhưng có đạt được hay không thì lại là một câu chuyện khác về phi carbon. Tại vì ngay cả trong cái cái gọi là cái nguồn năng lượng tái tạo hay là những cái nguồn năng lượng thay thế khác so với những cái nguồn năng lượng truyền thống thời gian qua yeah. để giải quyết được phi carbon thì vẫn cần phải có thời gian chứ không phải cứ chuyển là chuyển được liền và đó là chưa kể tới các vị cái chi phí đầu tư cho chuyện đó nó cũng không hề nhỏ cho vấn đề đó. Yeah. Thật ra người úc họ nói hoàn toàn đúng. Và ở đây bản thân tôi vừa nói tôi không thể trả lời được họ có bao nhiêu thời gian mà có lẽ ngay cả các chuyên gia biến đổi khí hậu cũng chưa hẳn trả lời được. Yeah. Nhưng ở đây chúng ta phải thấy rõ một điều như thế này, tất cả những chương trình đó nó không thể chỉ trông chờ vào nó đạt được mục tiêu hay không, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của mười mấy hai mươi quốc gia ở khu vực Nam Thái Bình Dương hay nỗ lực của Úc hay nỗ lực của New Zealand. Nó đòi một cái nỗ lực tổng thể Tại vì chúng ta nhớ là cái biến đổi khí hậu là nó bao trùm cả trái đất, Trời đất Chứ không phải chỉ có mỗi cái khu vực này yeah. hay là đâu Và lâu nay nó thành một cái chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc Nó trở thành một cái chương trình hành động của toàn thế giới Thành ra thực tế mà nó cái gọi là tự chủ trong nó để việc mà chỉ bản thân họ giải quyết thì nó họ sẽ mang tính cố gắng để thích ứng đối phó với những gì đang diễn ra trong một cái gọi là chừng mực thì nhiều hơn là cái việc chúng ta có thể trông chờ vào hay là chính họ cũng không thể trông chờ chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân các quốc gia này mà có thể giải quyết được những cái thách thức đó nó à. là một câu chuyện chung đòi họ cái sự phối hợp của cả thế giới chứ không phải chỉ một vài quốc gia hay chỉ trong một khu vực nhỏ có thể đủ sức giải quyết điều đó thì có lẽ là không dạ vâng À, thời lượng của chương trình thì cũng sắp khép lại rồi à, một câu hỏi cuối dành cho chuyên gia minh trí đó là thủ tướng tonga clc sovaleni cho biết ông hy vọng sẽ nhận được thêm một số cam kết về chống biến đổi khí hậu vậy thì theo chuyên gia minh trí thì liệu hy vọng của ông clc có được đáp ứng không ạ à, có lẽ là được nhưng mà cam kết và hành động là một câu chuyện khác nhau chúng ta cần phải nhớ cho đến bây giờ thì rất nhiều các cam kết đã được đặt ra yeah. và đương nhiên trong đó các quốc gia cũng có hành động đó nhưng mà hành động có đạt được đến các mục tiêu của như cam kết hay không không đơn giản và chúng ta nói rồi chúng ta vừa nói rồi cái đây cần phải một cái gọi là tổng thể cả một cái chương trình hành động chung của toàn thế giới và trong đó sẽ phân chia gọi là nếu mà để hiệu quả thì phải phân chia được trách nhiệm rõ ràng từng quốc gia từng quốc gia nào ở đây rõ ràng chúng ta cũng phải thấy một cái câu chuyện rằng nó có những cái gọi là tạm gọi là xung đột lợi ích yeah. tức là nếu họ đẩy thúc đẩy quá nhanh những cái đó họ sẽ tiêu tốn những cái khoản chi phí đầu tư ra chưa hẳn nó tốt cho kinh tế quốc gia của họ mình đang nói riêng rẽ trong lợi ích của từng quốc gia trong những giai đoạn ngắn hạn yeah. mình không nói về dài hạn cái việc dài hạn để mà hướng tới giải quyết thích nghi biến đổi khí thiết ngay với sự biến đổi khí hậu và và hướng tới phi carbon thì rõ ràng cái những cái chuyện đó là chắc chắn là nó tốt cho cả thế giới những này vì cái lợi ích trong ngắn hạn có thể có quá trình thực thi nó sẽ không được như mong muốn yeah. và chính vì vậy cái cam kết ở đây thì có thể rồi có sự cam kết thôi chúng ta thấy là tất cả như, nhiều cái diễn đàn lớn trên thế giới thì những cái cam kết như vậy rất quan thù nhưng mà cuối cùng cái việc hành động và hiệu quả đến đâu thì phải có thêm thời gian để trả lời nhưng mà nó thẳng một cao chúng ta cũng không nên đạt hết niềm tin vào đó dạ vâng một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những phân tích, những chia sẻ ngày hôm nay của chuyên gia Ngô Minh Chí. À, vâng thưa quý vị, các quốc đảo Thái Bình Dương đều là những đất nước nhỏ, cư dân nơi đây thì sống trên vên giữa bốn bề là biển cả. Do đó, vị trí địa lý ở có vị trí địa lý đặc biệt mà các quốc đảo liên tục bị cuốn vào những cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn. Họ đã nhiều lần nhấn mạnh giá trị của mình là quyền tự quyết, tránh xa tình hình địa chính trị bị chia rẽ sâu sắc. Nhưng việc bảo vệ các giá trị đó là không dễ chúng ta sẽ cùng chờ xem giới chức khu vực này sẽ hành động như thế nào và liệu họ có thành công trong việc bảo vệ quyền tự quyết của mình trước hàng loạt thách thức về kinh tế cũng như địa chính trị và đến đây chúng tôi những người thực hiện chương trình vấn đề quốc tế trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo